Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews, vậy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Vào sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 11, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra buổi lễ công bố bản hợp đồng mới của huấn luyện viên Park Hang-seo với VFF. Vị chiến lược gia người Hàn sẽ dẫn dắt U22, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thì rất nhiều tờ báo châu Á đã đánh giá cao về huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục gia hạn hợp đồng với VFF. Vào sáng nay, bản hợp đồng mới giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo được ký kết tại Hà Nội. Theo thông tin tiết lộ, thầy Park sẽ dẫn dắt song song cả đội tuyển và đội U22, U23 Việt Nam trong 3 năm. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia này cũng sẽ nhận mức lương cao kỷ lục đối với một huấn luyện viên ngoại làm việc tại Việt Nam. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 11, đại diện VFF thông tin với báo chí về việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park. Cụ thể, VFF và người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đạt được những thỏa thuận về quyền lợi cũng như định hướng phát triển bóng đá Việt Nam, tầm nhìn hướng tới mục tiêu World Cup 2026. Từ Hàn Quốc, các tờ báo nổi tiếng như The Chosun Eagle hay hãng thông tấn Yonhap News Agency và trang Siam Sports của Thái Lan, kênh truyền hình Fox Sports nổi tiếng trong khu vực đều đánh giá rất cao về huấn luyện viên Park Hang-seo vừa chính thức ký hợp đồng gia hạn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam thêm 3 năm nữa. Tờ Chosun Eagle đánh giá, ông Park đã nâng tầm bóng đá Việt Nam trong hơn 2 năm qua và nay ông tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình để đưa nền bóng đá của đất nước trong khu vực Đông Nam Á này lên top đầu châu Á bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm. Tờ Chosun Eagle cũng cho rằng đây là kết quả mỹ mãn sau sự hợp tác rất thành công giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam trong các năm qua và là tin tức tốt lành cho người hâm mộ Việt Nam khi luôn muốn nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm việc lâu dài với bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Siam Sports của Thái Lan cho rằng việc huấn luyện viên Park Hang-seo gia hạn hợp đồng với VFF là điều sẽ xảy ra vì bóng đá Việt Nam không thể để mất ông ấy sau những thành công vang dội vừa qua. Cho nên ông Park tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam và các đội trẻ cũng sẽ là động lực để bóng đá Thái Lan phải thực sự vận động mạnh mẽ hơn để cạnh tranh cùng đối thủ lớn nhất trong khu vực này. Còn kênh Fox Sports cho rằng việc huấn luyện viên Park Hang-seo vừa chính thức đặt bút ký gia hạn hợp đồng dài hạn là một tin tức quá tốt lành cho bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam và cả bóng đá khu vực. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.